Chào quý ông bà cô bác, chúc quý ông bà cô bác được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình đến mình dự cái lễ tang Trần Thị Mộng đã trưa trần vào lúc 20:10 ngày 1 tháng 9 2023, nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, hưởng dương 42 tuổi, tuổi Nhâm Tức, sinh năm 1982. Quê quán ở ấp Phú Quế, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Lễ an táng vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Thì anh em sửa soạn đang làm lễ nhập quan cho bà. Đã đến giờ làm lễ nhập quan cho bà. Nào cũ quá để chứ. Để ta. Quần này cũng để. Có màn, lấy màn đi đâu. Màn này là có này. Màn này có gì năm. Có rồi, có rồi. Còn hết đâu ha. Hết đâu phải không? Còn gì nữa không? Cái màn như cái mụn, cái mụn đứa mụn. Mụn. Mụn không? Xuống mụn đem theo luôn. Đau nó gì?
làm lễ nhập quan xong, con cháu xá hai xá, lại hai lại, xá hai xá, lại xong rồi rằng cho anh em nhân viên dịch vụ mai táng tại lòng để phát tang. Thank you.
Bầu trời tắm mắt đã con này,
là tiếng anh bắp mẹ ngày tiếng sai ban thăm cuộc buồn thế này như bèo mấy tan hòn còn biết nhau sinh và coi thuốc đời sống gần nhau ai muốn cần phân tích chứ ngày tiếng nói cần sầu